Hello mọi người, nếu các bạn đã vượt qua được vòng casting của Rap Việt 14 thì xin chúc mừng. Còn nếu không thì không sao cả, mùa sau chúng ta làm lại. Và để mùa sau chúng ta có thể làm tốt hơn thì trong video này mình sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm, quan sát cũng như là những cái trải nghiệm của mình khi đi casting Rap Việt, nhằm tìm ra những cái lỗi thường mắc phải của chúng ta và những điều nên tránh khi casting Rap Việt. Rất có thể bạn sẽ tìm thấy mình, đặc biệt là ở lỗi cuối cùng. Video này được kết hợp bởi những cái quan sát cũng như là những cái kinh nghiệm của mình, những cái phân tích của mình và bài viết của bạn nhóc lóc chóc 083 trên diễn đàn phiahiphop.vn, cũng như là bài chia sẻ của anh Karik. Và để cho video này thêm phần thú vị cũng như là giá trị hơn, thì ngoài những cái lỗi cơ bản như là trình diễn hay là những cái lỗi liên quan tới sản phẩm âm nhạc của các bạn, mình sẽ nêu ra thêm những cái lưu ý cũng như là những cái phân tích mà chỉ có người trong ngành mới hiểu. Thế nên là xem tới hết video nha. Giờ thì chúng ta bắt đầu thôi. Lỗi đầu tiên mà nhiều bạn mắc phải nhất là lỗi không kiểm soát được năng lượng, hay như bạn nhóc lớp chóc 083 này gọi là làm màu quá lố á. Tức là có rất nhiều bạn lên sân khấu chưa kịp giới thiệu, hoặc là vừa giới thiệu xong thì bắt đầu pow pow. Có những bạn thì hú hét sùm lên cả. Mình hiểu là đối với một số bạn thì đó là cách để các bạn lấy sự tự tin trước ban giám khảo, nhưng mà nếu các bạn nghĩ kỹ lại thì đó là một điểm trừ rất là lớn. Bởi vì những người ngồi ở cái hàng ghế ban giám khảo không chỉ có những rapper mà còn có những người thuộc ban tổ chức chương trình, và họ đều là những người đã lớn rồi, kể cả ban giám khảo luôn, họ là những người đã có tuổi, đã có gia đình, cho nên là phần nào họ sẽ không có thiện cảm với cái phong cách kiểu quá là loi choi lóc chóc á. Cho nên tốt nhất khi các bạn lên sân khấu thì cứ bình tĩnh, check mic xong rồi diễn với một phong thái điềm tĩnh, điềm đạm, một nụ cười trên môi thể hiện cái sự tự tin của các bạn là được rồi. Lỗi thứ hai là lỗi không kiểm soát được âm lượng, tức là rap quá to hoặc là rap quá nhỏ. Cá nhân mình thấy casting năm nay thiết bị rất là tốt, tức là micro khá là nhẹ. Dường như các bạn chỉ cần cầm cái micro lên và nói chuyện bình thường thôi là nó đã hút tiếng lắm rồi. Thành ra là các bạn không có cần phải hú hét quá to. Nếu các bạn hú hét quá to thì nó sẽ bị bể tiếng, nó sẽ làm rất là ồn lên và nó rất là khó chịu cho đôi tai của không chỉ là ban giám khảo hay là ban tổ chức, mà còn cả những anh em ngồi trong cái khán phòng ngày hôm đó nữa. Mà cái điều đó nó rất quan trọng nha. Ngoài việc gây ấn tượng xấu với ban giám khảo, bạn cũng gây ấn tượng xấu với những người mà sau này bạn có thể sẽ phải làm việc cùng đang ngồi xung quanh. Nhưng mà thôi, tạm gác lại chi tiết đó đi. Ngoài ra thì có một số bạn rap quá nhỏ, có thể là các bạn thiếu tự tin hoặc là các bạn sợ mình bị bể gen nên là các bạn rap hơi thì thầm. Các bạn lưu ý là dù cho các bạn có để micro sát vào miệng mà các bạn thì thầm thì nó cũng không có hiệu quả. Nó sẽ hơi bí, nó hơi tù và sắc thái giọng của các bạn không được đẹp. Thành ra hãy cứ tự tin. Cái mẹo là khi mà các bạn lên sân khấu, các bạn sẽ có khoảng 5-10 giây cầm cái micro á, thì lúc đó hãy mic check 1-2 các thứ để xem là ok, mình sử dụng cái âm lượng như này là nó đã vừa chưa, rồi ghi nhớ cái âm lượng đó để mà biểu diễn. Lỗi thứ ba là nằm ở khả năng trình diễn ở trên sân khấu của các bạn. Chắc là các bạn cũng hiểu casting Rap Việt là một cái việc tìm kiếm ra những người gọi là ngôi sao TV tiềm năng á, tức là các bạn sẽ phải xuất hiện trước cả triệu người thông qua màn hình nhỏ ở trên sân khấu, cho nên là khả năng trình diễn trên sân khấu của các bạn nó rất là quan trọng. Thì những cái lỗi mà các bạn thường mắc phải nhất á, ví dụ như là nhìn xuống đất nè, hoặc là đứng im một chỗ nè, hoặc là nhìn tán loạn nè, hoặc là chạy nhảy quá đà xong rồi không đủ hơi, vân vân. Có những cái lỗi nó nâng cao hơn, chẳng hạn như là ngôn ngữ hình thể không được đẹp, không được khớp với bài nhạc. Thì nếu như mà các bạn vẫn chưa có đủ kinh nghiệm hoặc là sự hiểu biết để set up cho một cái buổi trình diễn nó hoàn hảo theo cái kiểu là mọi vị trí di chuyển của bạn trên sân khấu đều có ý đồ á, thì cái đó thì có thể là chúng ta chưa đạt tới được cái trình độ đó. Nhưng mà ít nhất thì chúng ta vẫn có thể chuẩn bị một cái màn trình diễn vừa phải, không có bị quá tự ti cũng như là không có bị quá lố. Cái cách luyện tập tốt nhất là bạn luyện tập trước gương, tập cái cách mà vừa diễn vừa nhìn vào mắt người khác, nở một nụ cười thật tươi, di chuyển và lấy hơi. Trong cái quá trình tập thì cố gắng sáng tạo thêm làm sao cho tay chân của mình nó có thể phối hợp được với nhạc, như vậy là được. Chứ không có cần nhất thiết quá phức tạp như là lên sân khấu xong rồi nghĩ nó là một phần của màn trình diễn thì không nên. Ba cái lỗi vừa rồi là ba cái lỗi liên quan tới cái màn trình diễn của các bạn. Còn hai cái lỗi tiếp theo nó sẽ liên quan tới cái bài nhạc mà các bạn đem đi casting. Những cái lỗi như là xưng mày tao hay là chửi thề thì thôi mình không nhắc tới nữa ha. Lỗi thứ tư là bài nhạc của các bạn quá hardcore, hoặc là có cách triển khai lòng vòng và dài dòng. Cái này thì anh Karik cũng có chia sẻ rồi. Những cái bài nhạc mà được đánh giá cao là những cái bài nhạc mà
có câu đầu tiên thật là ấn tượng nè, và có khả năng kết hợp giữa những cái yếu tố hip hop và những cái yếu tố đại chúng, tức là làm sao mà flow của bạn vừa kỹ thuật mà vừa bắt tai người nghe bình thường, thì cái đó mới là một bài nhạc hiệu quả. Trong khi đó thì có những bạn lên mất 8 câu đầu cho một đoạn hook, hoặc là mất 4 câu, 8 câu chỉ để dẫn đề vô câu chuyện của bài nhạc, thì cái đó nó quá dài dòng và ban giám khảo sẽ rất là ghét cái điều đó, tại vì họ đã ngồi đó cả ngày rồi. Đồng thời thì nó cũng thể hiện được cái tư duy triển khai bài nhạc của các bạn nó chưa hiệu quả. Hoặc là có một số bạn lên fast flow ầm ầm luôn, liên tục 8 câu thì nó cũng không hiệu quả, tại vì khán giả hoặc là ban giám khảo họ không nghe được gì hết. Những cái lỗi đó nó rất là dễ mất điểm nha. Lỗi thứ 5 là có một số bạn không chuẩn bị hai bài. Mình nghĩ là cái lỗi này hiếm gặp, nhưng mà theo chia sẻ của bạn nhóc lóc chóc 083 thì vẫn có. Bạn này là một nạn nhân luôn. Tại vì mục đích của cái việc mà chuẩn bị hai bài là thể hiện cái khả năng chuẩn bị của các bạn. Cái khả năng chuẩn bị nó rất là cần thiết cho một người để tham gia một cái game show. Thì các bạn cứ tưởng tượng cái timeline của game show, người ta là ngày thứ 7 phải quay đúng không? Mà tới thứ 5 bạn vẫn chưa có bài nhạc, vậy thì quá tệ. Đồng thời là cái việc chuẩn bị hai bài nó cũng thể hiện là bạn chơi được nhiều type beat, có nghĩa là bạn làm đa dạng được cái game show của người ta thì người ta sẽ chấm bạn cao hơn. Lý do cuối cùng để chuẩn bị hai bài là phòng khi mà giám khảo họ phân vân. Tại vì ví dụ như bạn lên bạn diễn bài thứ nhất xong thì thật ra là ban giám khảo họ cũng chưa có đủ cơ sở để mà xác định được là khả năng của bạn tới đâu. Thành ra là thường thường ai mà họ thấy tiềm năng họ cũng đều diễn bài 2 để họ xem là thật sự khả năng của bạn tới được đâu. Cho nên là khi mà ban giám khảo phân vân mà bạn không có bài 2 thì khả năng cao là bạn sẽ bị chấm rớt. 5 lỗi trên là 5 lỗi cơ bản về nhạc và trình diễn. Giờ thì mình mới đào sâu vào những cái lỗi mà chỉ có người trong ngành mới biết nè. Và những cái lỗi này thường thì nó nằm ở cái phần phỏng vấn. Tại vì mục đích của cái việc phỏng vấn này á, ngoài cái việc mà lấy thông tin để xây dựng kịch bản chương trình cũng như là làm content cho chương trình, thì nó còn có một cái mục đích là lọc thí sinh nữa. Những cái thí sinh mà có vấn đề về tâm lý nè, chất kích thích nè, hoặc là ứng xử nè, hành vi không đúng mực nè, là những cái người đó sẽ bị loại ở cái vòng phỏng vấn. Tại vì những cái người mà phỏng vấn là những cái người đã có vốn sống rất là tốt rồi. Họ chỉ cần ngồi nói chuyện với bạn thôi là họ sẽ biết được là cái tâm lý của các bạn ra sao, cái tâm của các bạn ra sao. Cho nên là cái bước này đòi hỏi các bạn phải chuẩn bị thật là kỹ càng, không chỉ là để qua được cái vòng phỏng vấn mà còn là chuẩn bị cho tương lai sau này của mình nữa. Nói chung á, là cái vấn đề về tư duy và nhân cách á, thì ai cũng phải có. Các bạn cứ tưởng tượng á, là nếu như mà các bạn nổi tiếng lên từ chương trình mà nhân cách của các bạn nó chưa có sẵn sàng, các bạn vẫn còn chưa trưởng thành, các bạn vẫn còn bốc đồng, vẫn còn nông nổi, thì các bạn rất là dễ mắc phải những cái sai lầm hoặc là những cái phốt ở trên mạng xã hội, hoặc là đối với những cái mối quan hệ liên quan tới sự nghiệp của các bạn. Thiếu gì những rapper trẻ bước ra từ hai chương trình xong rồi dính phốt, xong rồi chìm nghỉm luôn đâu đúng không? Mà những cái tấm gương đó thì các bạn có thể thấy là họ rất là khó để vực dậy được. Tại vì suy cho cùng thì những người mà không có nhân cách thì không có làm được cái gì hết trơn. Đó là những cái tiêu chuẩn chung của xã hội mà. Cho nên là sẵn tiện nói về cái vòng phỏng vấn thì mình mới nói thôi, chứ thật ra là mình nghĩ nhân cách ai cũng cần phải có. Cho nên đừng có nghĩ về cái việc chuẩn bị nhân cách như là một cái việc để các bạn được tham gia Rap Việt, mà hãy nghĩ về cái việc chuẩn bị nhân cách như là một cái việc cần làm để thành người. Như vậy là tốt nhất. Thôi, giờ thì mình vô chi tiết nha. Lỗi thứ 6 là lỗi giao tiếp. Lỗi giao tiếp là một cái lỗi rất phổ biến ở người trẻ, đặc biệt cá nhân mình thấy ở Việt Nam bị rất nhiều. Bởi vì các bạn trẻ thời nay thường là chui rút ở trong nhà, sống ở trên internet nhiều hơn là ra đường. Cho nên là cái khả năng giao tiếp của các bạn á, nó thật sự rất kém. Cái điều này nó được thể hiện rất là nhiều khi mà mình đi teamwork ở trong trường đại học. Mà cái khả năng giao tiếp của các bạn á, nó ảnh hưởng tới cái khả năng trả lời phỏng vấn nè, cái khả năng teamwork nè. Mà tham gia chương trình thì chắc chắn là phải trả lời phỏng vấn với lại teamwork rồi đó. Chưa kể là các bạn còn phải đối đáp với ban giám khảo đồ này nọ cái thứ. Chưa cần kể tới cái vòng phỏng vấn, mà chỉ cần các bạn lên sân khấu, các bạn giao tiếp với ban giám khảo mà lỗi một câu thôi, lỡ vô lễ một câu thôi, là cái tên của các bạn xem như xong. Cho nên là cái khả năng giao tiếp của các bạn nó rất là quan trọng. Các bạn cần phải thể hiện được cái kỹ năng này thật tốt khi mà vào được cái vòng phỏng vấn. Lỗi thứ 7 là lỗi về tính tình. Người trẻ thì bị rất là nhiều cái tính tình kỳ cục, bốc đồng, nông nổi, trẻ trâu, thảo mai, háo thắng, ba hoa, phong bạc vân vân. Những cái lỗi này người trẻ bị rất là nhiều. Nó vừa là một phần về nhân cách, nó vừa là vấn đề của người trẻ nữa. Nói chung là trưởng thành thì cũng cần phải có thời gian, chứ không thể nào mà ngày một ngày hai là xong. Nhưng mà đại khái là người trẻ bị cái này rất nhiều. Thì như mình nói rồi, là cái người phỏng vấn cho các bạn là những người đã lớn rồi, những người đã có vốn sống, cho nên họ chỉ cần nói chuyện với bạn khoảng 4-5 câu hỏi thôi là họ có thể nắm được là cái tính tình của các bạn ra sao.
Cho nên nếu như mà để lộ ra những cái tính tình này thì các bạn sẽ bị loại ngay. Game show nào cũng vậy, người ta tổ chức ra cái platform để cho các bạn dự thi, các bạn nổi tiếng lên từ đó. Thì đổi lại người ta cũng cần cái tiếng thơm, người ta cũng cần cái hình ảnh đẹp. Nếu như các bạn lên đó mà các bạn thể hiện cái cá tính nó bốc đồng, nó nông nổi, nó trẻ trâu thì nó rất là dễ gây ảnh hưởng tới danh tiếng của chương trình. Cho nên là khả năng mà những bạn này được lọt vào trong nó gần như là bằng không. Mà thật sự là kể cả khi các bạn không tham gia rap Việt thì những cái tính tình này cũng chả giúp các bạn đi tới đâu được hết. Lỗi thứ 8 là bạn bị thiếu những kỹ năng khác trong rap. Điển hình đó là freestyle. Có một cái thông tin mà mình được tiết lộ từ những cái thí sinh đã được vào vòng phỏng vấn là có một số bạn sẽ được yêu cầu freestyle trong cái vòng phỏng vấn đó. Nhất là khi mà người phỏng vấn đang phỏng vấn 3 người cùng một lúc. Nếu như mà ai mà không freestyle được thì đi về. Thứ nhất là do chương trình có tiết mục freestyle. Thứ hai là khả năng freestyle của các bạn nó thể hiện được là các bạn có khả năng có thể tung hứng và tạo được content cho chương trình. Thì đương nhiên là kỹ năng đó nó giá trị hơn. Cho nên freestyle được nó là một cái lợi thế rất là lớn. Và hai cái lỗi tiếp theo là hai lỗi diễn ra sau khi đã phỏng vấn. Thấy không? Nó rất là phức tạp nha. Chứ nó không có đơn giản như các bạn nghĩ là đi vô casting rồi đi về là có thể nổi tiếng đâu. Lỗi thứ 9 là bạn quá vội vàng leak thông tin. Có những bạn đi casting xong rồi được phỏng vấn xong rồi về nhà đăng sùm luôn. Tôi chuẩn bị vô rap Việt rồi, bị nổi tiếng rồi. Thì xin thông báo với các bạn là những người như vậy rất là dễ bị loại. Thì cũng giống như là diễn viên đi đóng phim, điện ảnh thôi. Bạn nghĩ sao nếu bạn là đạo diễn xong rồi thằng diễn viên đó nó leak hết kịch bản ra cho khán giả biết. Có thể là leak cái việc mà đậu casting đó, nó không phải là một cái lớn. Nhưng mà bạn đã leak được cái đó thì bạn sẽ leak được những cái lớn hơn. Cho nên là thà tôi loại bạn luôn ngay từ đó còn hơn. Đồng thời thì bạn cũng để lại cho người ta một cái ấn tượng xấu là bạn thiếu trưởng thành nè. Vẫn còn bốc đồng, vẫn còn nóng vội. Cho nên là nó cũng ảnh hưởng tới cái con đường sau này của các bạn nữa. Cái gì thì cũng cứ bình tĩnh, điềm đạm thôi. Lỗi thứ 10 là nằm ở cách ứng xử trên mạng xã hội của các bạn. Nhiều ngày qua chúng ta đã được thấy những rapper bị bốc lên đủ thứ nơi hết. Facebook rồi Threads. Mà rất là nhiều vấn đề xảy ra với họ vì cái cách ứng xử của họ trên mạng. Cho nên là sau khi mà phỏng vấn xong thì ban tổ chức sẽ ngồi rà soát lại mạng xã hội của các bạn. Thì các bạn cứ tưởng tượng đi, biết đâu họ tìm được một cái status trẻ trâu nào đó của các bạn. Hoặc là tìm thấy một cái bài phốt nào đó của các bạn. Tệ hơn là có thể thấy một cái bài share nào đó của các bạn về chính trị. Tất cả những cái đó sẽ khiến cho bạn biến mất khỏi danh sách của chương trình ngay lập tức để giảm thiểu rủi ro cho chương trình. Và một cái lỗi bonus nữa cũng là cái lỗi cuối cùng trong video này. Đó là có lẽ bạn đã không đánh giá đúng năng lực của bản thân. Cái này thì bản chất của nó cũng giống như cái việc chuẩn bị nhân cách vậy thôi. Sự thật thì mất lòng. Mình cũng đi casting. Nhưng mà mình rớt vì lỗi trình diễn. Chứ không phải là những cái lỗi cơ bản trong nhạc rap. Cái lúc mà mình vô phòng casting á, thì chỉ có 100 người được vô cái khán đài đó thôi. Cho nên mình không có được xem toàn bộ những cái màn trình diễn của tất cả những người đi casting ngày hôm đó. Nhưng mà trong 100 người đó thì mình quan sát á, nếu mà trong 100 người thì chắc tầm 10 người là có khả năng rap thật sự. Và nếu như họ rớt thì đa phần là họ rớt vì những cái lỗi trình diễn hoặc là những cái lỗi liên quan tới bài nhạc của họ. Tức là những cái lỗi mà thuộc phạm trù gọi là không phù hợp với chương trình. Trong khi đó thì 90% còn lại là những cái lỗi như là offbeat, như là delivery quá ngang, lyrics thì bị khó hiểu, tối nghĩa hoặc là quá thô kệch vân vân. Nó đều là những cái lỗi rất là cơ bản của một rapper. Thậm chí có những bạn chỉ cần cầm cái micro lên rap 2 câu thôi là một người chỉ mới rap 10 năm như mình còn biết được là người này chắc rap chưa tới được 6 tháng. Thì làm sao mà những cái người giám khảo như là anh Thái, chị Su, anh Rick, anh T có thể đánh giá cao các bạn được. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chắc chắn là cái việc các bạn đi cast nó không có gì sai. Phải cast thì mới biết được là mình đang ở vị trí nào, trình độ mình ra sao. Tuy nhiên cái mà mình muốn nói ở đây là phải thật cân nhắc trước một cái quyết định có thể thay đổi cả cuộc đời bạn. Nó không chỉ có liên quan tới cái việc là làm mất thời gian của ban giám khảo, làm mất thời gian của các thí sinh khác, làm mất thời gian của chính bản thân mình. Các bạn cứ tưởng tượng nha, là biết đâu may mắn các bạn được lọt vào rap Việt, sau đó các bạn nổi tiếng lên từ chương trình. Nhưng mà sau khi bước ra khỏi chương trình, xong rồi các bạn tung ra EP, các bạn tung ra mixtape, thì lúc đó khán giả mới chợt nhận ra là ồ, trình độ của thanh niên này hóa ra không cao, dẫn tới nhạc của các bạn flop. Mà nhạc các bạn flop thì các bạn không kiếm được tiền streaming. Mà nhạc các bạn flop thì các bạn không được mời đi show, dẫn tới là các bạn thiếu tiền. Mà liệu cái lúc đó các bạn có dám bưng cái mặt của các bạn đi bưng cà phê rồi đi làm tiếp tân khách sạn vân 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 để kiếm tiền không? Tại vì lúc đó các bạn đã là người nổi tiếng rồi. Các bạn bị đưa vô một cái thế tiến thoái lưỡng nan là
nhạc của các bạn không ai nghe, không kiếm ra được tiền, mà các bạn cũng không thể đi kiếm tiền bằng những công việc bình thường được. Nó cực kỳ bế tắc. Tại vì nếu như mà bây giờ các bạn nổi tiếng mà tự nhiên người ta thấy các bạn đi bưng cà phê, đi bưng phở vân vân, thì nó làm mất cái giá trị hình ảnh của các bạn. Xong rồi các bạn sẽ bị ép giá bán nhạc nè, bị ép giá show nè, vân vân vân. Hoặc là bị mời tới những cái show kém chất lượng. Rồi cái hành trình mà các bạn phục hồi lại mọi thứ đó, nó sẽ rất là gian nan luôn. Các bạn thấy nhiều người người ta thành công, chứ thật ra là ngoài những người thành công đó ra, cái số lượng người mà thất bại không thể vực dậy được á, nó gọi là vô vàn. Cái này chia sẻ thêm thôi nha, là hồi xưa mình có học được một cái câu là hãy đi thăm nghĩa địa nhiều hơn để coi coi số người chết so với số người sống là hơn bao nhiêu. Tại vì các bạn để ý kỹ đi, là những cái rapper mà thành công từ hai chương trình mà sau đó họ phất lên luôn, chẳng hạn như là Hiếu Thứ Hai, ICD, Lăng LD, Ricky Star, Sea Change, vân vân, vốn dĩ đều là những người đã làm nhạc hay trước khi đi thi rồi. Tức là nếu như mà trong lịch sử mà hai chương trình này không tồn tại thì họ cũng sẽ thành công theo một cách khác thôi. Nói chung là các bạn trình tới đâu, nhân cách của các bạn có đủ đẹp hay chưa, vân vân, những cái vấn đề đó thì chỉ có bạn mới biết được. Nhưng mà hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra một cái quyết định sẽ thay đổi cả cuộc đời của bạn, cũng như là cuộc đời của gia đình bạn, sự kỳ vọng của người thân bạn, ánh nhìn của bạn bè bạn mãi mãi từ nay về sau. Vừa rồi là những lý do tại sao bạn rớt casting Rap Việt. Thôi thì tôi cũng rớt, không có gì phải buồn hết. Nếu mà cần một chút ảo tưởng hoặc là giống như tôi muốn châm biếm cuộc đời của chính mình á, thì qua Vị Hip Hop sắm ngay một con áo quán quân Rap Việt mùa 7. Nói chứ tâm sự mỏng đi. Thật ra qua cái chia sẻ lỗi bonus của mình á, thì mình cũng vô tình nhận ra là mình cần phải nói điều này. Đó là Rap Việt và King of Rap, hoặc là bất cứ một chương trình game show, talent show, nhạc rap nào khác sẽ xuất hiện sau này, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là con đường duy nhất để các rapper Việt Nam thành công. Tại vì như các bạn đã thấy, những người như là Hiếu Thứ Hai, ICD, Thành Ro vân vân đều là những người đã làm nhạc rất là hay trước khi mà họ bước vô chương trình rồi. Vậy thì cốt lõi nó vẫn là cái việc làm nhạc hay và nhân cách đẹp trước đã. Những cái đó mới là những cái sẽ khiến cho bạn thành công. Còn Rap Việt hay là King of Rap, nó chỉ là một cái bệ phóng, nó chỉ là một cái phương tiện. Nó cũng giống như tàu tốc hành vậy. Không đi tàu tốc hành được thì mình đi tàu lửa. Không đi tàu lửa được thì xách xe máy phượt từ Bắc ra Nam. Muốn thì sẽ tìm được cách thôi các bạn. Không cần phải phụ thuộc vào những cái chương trình làm gì cả. Tại vì mình sợ là các bạn đang suy nghĩ là mình phải luyện tập cho tới khi nào đây, lỡ mình luyện tập tới lúc mình đủ trình rồi, lúc đó đã 10 năm rồi Rap Việt không còn nữa thì sao. Thật ra thì chẳng sao cả các bạn ơi. Các bạn càng luyện tập thì các bạn sẽ càng nhận ra được là xuyên suốt cái quá trình đó, nó đã xây dựng cho các bạn một cái nền tảng rất là chắc. Và kể cả khi mà không có hai chương trình thì sự thành công vẫn sẽ được trao cho những người xứng đáng thôi. Cho nên cốt lõi vẫn là luyện tập mỗi ngày và rèn luyện nhân cách của mình thật là sâu sắc. Còn lại duyên số là do ngài. Nhưng mà điều mà các bạn có thể không cần phải đợi ngài làm, đó là comment, like, share và subscribe để ủng hộ cho Việt Hip Hop. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Một lần nữa chúc mừng những anh chị em nào đã bước được vào Rap Việt. Chúc mọi người sẽ dự thi thật là thành công, suôn sẻ. Và những bạn nào mà chưa có cơ hội tham gia chương trình thì như mình đã nói, không sao hết, năm sau chúng ta sẽ làm lại. Và năm sau các bạn sẽ gặp mình ở chỗ đó tiếp. Cùng nhau phấn đấu nha. Mình là Tâm. Peace out.